ủa bà dương na bà đi đâu nữa vậy để na tôi dẫn mọi người đi con phố graffiti cá nhân tôi thấy là graffiti út phát triển rất là mạnh mẽ bạn đi đâu thành phố nào cũng thấy người ta vẽ đầy đường ủa trời đất ơi bà chị này đứng đây chắc bà lạnh dữ lắm để tôi mặc cho bà cái váy cho nó đỡ lạnh giờ tôi sẽ quay cho mọi người coi là ở rải rác khắp nơi chị gái con biển cả là nằm ngay mặt tiền đường luôn nè trời ơi không hiểu sao mà cái bà chó này bà bị gì rồi tự nhiên mỹ gì đây Ồ, chị Bảy đi đâu vậy chị Bảy? Đứa nào ác ghê chứ này, lạm mặt chị hơi đậm Tối hôm tôi đi ngang chỗ này, mình gặp bả chắc không thấy ngày mai luôn Con đường này thì nổi tiếng ở Melbourne rồi Nhưng mà có những khu khác thì tôi thấy hình đẹp hơn Ở đây có mấy hình mọi người làm cũng vui lắm Mà còn sinh động nữa chứ Hình như là bạn này cạo râu bị rách miệng cho nên người ta dán băng keo cá nhân vô đây nè